Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin cú ra đòn 2,5 tỷ đô Trương Tấn Sang điểm trúng tuyệt điểm của Nguyễn Tấn Dũng như thế nào. Thế lực của Nguyễn Tấn Dũng là một trong ba thế lực lớn ở miền Nam, nhưng hai thế lực kia là thế lực Lê Thanh Hải hay còn gọi là dòng họ Lê Trương. Thế lực còn lại là thế lực của Trương Tấn Sang. Giữa thế lực Lê Trương nhà Lê Thanh Hải và thế lực Trương Tấn Sang có mối quan hệ thân giao từ rất lâu. Thời ông Trương Tấn Sang làm chủ tịch rồi làm bí thư thành phố, lúc đó Lê Thanh Hải là một trong những cánh tay đắc lực của ông Trương Tấn Sang. Chính vì vậy, nhiều khi thế lực này bị đánh thì thế lực kia sẽ hỗ trợ. Dây mờ dễ má giữa hai thế lực này hiện nay rất phức tạp. Chính vì vậy mà ông Nguyễn Phú Trọng nếu muốn tấn công Lê Thanh Hải không phải là dễ. Được biết cả hai thế lực Lê Trương của Lê Thanh Hải và Trương Tấn Sang đều là thế lực lớn lên từ thành phố Hồ Chí Minh. Cả hai thế lực này khi muốn vươn ra Hà Nội đều vướng phải thế lực của Nguyễn Tấn Dũng cản. Trương Tấn Sang trước đây muốn nhắm vào chiếc ghế tổng bí thư hoặc ghế thủ tướng. Tuy nhiên, vì giành không nổi với Nguyễn Tấn Dũng nên đã dạt sang chiếc ghế chủ tịch nước, ngồi một nhiệm kỳ rồi về vườn. Đây là hình ảnh cả hai ông Trương Tấn Sang và Lê Thanh Hải đều không ưa ông Nguyễn Tấn Dũng. Trước ông Trương Tấn Sang là ông Nguyễn Minh Chiết cũng gặp cảnh tương tự. Ông Nguyễn Minh Chiết cũng bị đẩy vào chiếc ghế chủ tịch nước hữu danh vô thực. Chính vì thế mà thế lực tại thành phố Hồ Chí Minh và các thế lực từ Trương Tấn Sang đến Nguyễn Minh Chiết rồi đến Lê Thanh Hải chẳng ai ưa Nguyễn Tấn Dũng cả. Nguyễn Minh Chiết thì an phận thủ thường, sau khi về vườn không muốn tranh đấu với ai và sống yên ổn tại Bình Dương. Tuy nhiên Trương Tấn Sang thì không dễ dàng đầu hàng. Ông ta cũng đang ngầm ủng hộ bên này, bắt tay bên kia để tạo ra sức ảnh hưởng nhất định ở vùng chính trường Việt Nam. Nguyễn Tấn Dũng thì khỏi nói, với đứa con trai hiện là Bộ trưởng Bộ Xây dựng và mối quan hệ rất tốt với ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Có thể nói hiện nay Nguyễn Tấn Dũng là người ảnh hưởng tới chính trường Việt Nam nhiều nhất trong giới quan chức đã về hưu. Và Nguyễn Tấn Dũng luôn là cái gai trong mắt Trương Tấn Sang. Hồi ông Nguyễn Tấn Dũng đang mạnh, Trương Tấn Sang muốn thọc sườn Nguyễn Tấn Dũng đã liên minh với Nguyễn Phú Trọng để kỷ luật ông Nguyễn Tấn Dũng ở Hội nghị Trung ương 6 khóa 11. Tuy nhiên, dù cả hai liên minh với nhau, nhưng cuối cùng hai ông Sang Trọng cũng không thể nào quật được Nguyễn Tấn Dũng. Sau cú lật đổ Nguyễn Tấn Dũng bất thành, ông Nguyễn Phú Trọng uất ức đọc diễn văn bế mạc sẵn tại Hội nghị Trung ương 6 trong nước mắt. Còn ông Trương Tấn Sang về thành phố Hồ Chí Minh cho họp cử tri và chỉ nói về Nguyễn Tấn Dũng với ngụ ý ám chỉ là đồng chí X, chứ không dám gọi thẳng tên ông Dũng ra. Trương Tấn Sang thì cũng quả là cao thủ, ngay cả ông Trương Tấn Sang cũng có con nhưng không được như con của ông Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, cho đến giờ này, ông Trương Tấn Sang vẫn ngầm bắt tay với Nguyễn Phú Trọng để gây ảnh hưởng lên chính trường Việt Nam, mà cụ thể nhất ở phút chót. Ông Trương Tấn Sang đã nhờ tay Nguyễn Phú Trọng giữ Trương Hòa Bình ngồi lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực, dù bằng ông Trương Hòa Bình đã rớt Ủy viên Bộ Chính trị và rớt cả Ủy viên Trung ương Đảng. Có lẽ đó là dấu ấn lớn nhất cuối cùng của ông Trương Tấn Sang. Và sau đó sẽ là sức ảnh hưởng cũng sẽ bị xuống đi. Khi ông Trương Hòa Bình về vườn thì ông Trương Tấn Sang chẳng thể nào thò tay được vào vòi bạch tuộc để có thể khuynh đảo Hà Nội nữa. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Tấn Dũng đứng giữa hai kẻ không ưa mình. Được biết con cái của Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thành Nghị và cả Nguyễn Minh Chiết đều không phát triển sự nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh là bởi ông Dũng gặp phải hai lực cản lớn. Đó là Trương Tấn Sang và Lê Thanh Hải. Ông Lê Thanh Hải thì đã từng làm cho Nguyễn Thanh Nghị rớt chức thành ủy viên thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2010-2015. Cũng thời gian đó con trai út ông Nguyễn Tấn Dũng cũng không thể tồn tại được trong thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh nên phải cuốn gói ra tận Bình Định xa xôi tìm kiếm cơ hội. Nói thế để thấy rằng cùng là một trong ba thế lực mạnh nhất miền Nam nhưng Nguyễn Tấn Dũng là người không được hai thế lực kia ủng hộ. Trương Tấn Sang và kế hoạch kiện 2,5 tỷ đô la của bà Đặng Thị Hoàng Yến. Tấn công vào cá nhân ông Nguyễn Tấn Dũng để bôi đen lý lịch Nguyễn Tấn Dũng, để làm xấu lý lịch Nguyễn Thanh Nghị là cách mà ông Trương Tấn Sang đã dùng để cản bước đường thăng tiến của Nguyễn Thanh Nghị. Tháng 9 năm 2019, với lý do vì ông Dũng đã ra lệnh xóa dự án vi phạm trực tiếp thỏa thuận đầu tư TEC của bà Đặng Thị Hoàng Yến và chính phủ Việt Nam, đã khiến TEC thiệt hại lợi nhuận tới 2,5 tỷ đô la.
Được biết bà Đặng Thị Hoàng Yến là chủ tịch công ty năng lượng Tân Tạo TEC và em trai của bà là ông Đặng Thành Tâm, được cho là doanh nghiệp thân hữu lớn mạnh nhờ thế lực chính trị của ông Trương Tấn Sang, một cá nhân mà đi kiện một quan chức với số tiền lớn chưa từng có là điều cũng chưa thấy bao giờ. Được biết, ông Nguyễn Tấn Dũng là người dính tai tiếng về những vụ án tham ô lớn, dù Nguyễn Phú Trọng chưa thể lôi được ông Nguyễn Tấn Dũng ra tòa và chẳng có bằng chứng nào. Nhưng chính cái lý lịch xấu đó mà Nguyễn Thanh Nghị vẫn không thể tiến thân một cách suôn sẻ, mặc dù ông Nghị có lý lịch thuộc lại tốt nhất trong các thái tử đảng hiện nay. Vụ kiện này do bà Đặng Thị Hoàng Yến đã ủy quyền cho hãng luật Loft Office thực hiện. Vụ kiện này nhằm mục đích đánh động dư luận trong và ngoài nước, tạo áp lực để Ban Nội chính Trung ương bổ sung thêm những yếu tố mới vào hồ sơ cá nhân của Nguyễn Tấn Dũng. Việc làm của Nguyễn Tấn Dũng trước đây là làm thất thoát tài sản nhà nước bởi hàng loạt sự yếu kém của các doanh nghiệp quốc doanh, nay thêm tội phá hoại nền kinh tế ngoài quốc doanh. Vụ kiện của bà Đặng Thị Hoàng Yến đối với Nguyễn Tấn Dũng được giới thạo tin đánh giá là nhằm hạ uy tín của ông Nguyễn Tấn Dũng trước thềm Đại hội 13, chứ không phải kiện để chiến thắng. Người ta cho rằng kiện để móc được 2,5 tỷ đô từ túi ông Nguyễn Tấn Dũng là điều không tưởng. Đây là hình ảnh bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện ông Nguyễn Tấn Dũng ra đòn chính trị của ông Trương Tấn Sang nhắm vào Nguyễn Tấn Dũng. Việc giật dây bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện ông Nguyễn Tấn Dũng là nhắm vào Hội nghị Trung ương 11 diễn ra vào cuối năm 2019 với nhiệm vụ chốt danh sách sơ bộ các gương mặt Ủy viên Bộ Chính trị cho khóa 13. Mà trong đó Nguyễn Thanh Nghị là một trong những tên tuổi có thể lọt vào Bộ Chính trị. Vì tính đến nước Đại hội 13, Nguyễn Thanh Nghị đã hoàn thành nhiệm vụ luân chuyển về địa phương. Nguyễn Thanh Nghị hoàn toàn có thể vào Bộ Chính trị như trước đó Trung ương đã cơ cấu cho Võ Văn Thưởng. Kết quả thành công vừa thất bại của Trương Tấn Sang như thế nào? Một chiến dịch chạy đua của Bộ Chính trị ở Đại hội 13 đã được khởi động từ năm 2017. Ông Trương Tấn Sang lúc đó có Trương Hòa Bình đang là Ủy viên Bộ Chính trị, là Phó Thủ tướng thường trực. Ông Trương Tấn Sang muốn giữ Trương Hòa Bình ở lại Bộ Chính trị thêm một nhiệm kỳ nữa và chiếm được chiếc ghế Thủ tướng. Từ đó, ông Trương Tấn Sang xem như có thể ngồi nhà để khuynh đảo chính phủ. Tuy nhiên, ý đồ này đã bị phe của Nguyễn Tấn Dũng phát hiện. Để loại Trương Hòa Bình khỏi chiếc ghế Thủ tướng thì ông Nguyễn Tấn Dũng đã không thể dùng Nguyễn Thanh Nghị được, vì Nguyễn Thanh Nghị còn cách chiếc ghế Thủ tướng quá xa. Tuy nhiên, người cũ từng được Nguyễn Tấn Dũng đỡ đầu thì hoàn toàn có thể giành lấy chiếc ghế Thủ tướng và nhờ đó loại bỏ Trương Hòa Bình ra khỏi cuộc đua. Đây là hình ảnh tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nguyễn Thanh Nghị không thể vào được Bộ Chính trị, là một thành công của Trương Tấn Sang. Phạm Minh Chính là một con người có nội lực rất mạnh. Ông Chính có mối quan hệ rất đặc biệt với Bắc Kinh. Và kết quả là ông Phạm Minh Chính đã chiến thắng, xem như phe Nguyễn Tấn Dũng chiến thắng. Tuy Nguyễn Tấn Dũng thắng Phạm Minh Chính nhưng lại bị ông Trương Tấn Sang níu chân giữ Nguyễn Thanh Nghị. Được biết, sau khi cho bà Đặng Thị Hoàng Yến kiện Nguyễn Tấn Dũng đòi 2,5 tỷ đô la, hồ sơ lý lịch của Nguyễn Thanh Nghị xấu đi và kết quả là ông Nghị đã bị kỷ luật đất đai, sau đó thì bị giáng chức xuống là Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Tuy nhiên, nhờ thắng canh bạc Phạm Minh Chính mà Nghị lại được vực dậy làm Bộ trưởng, một cấp hàm chỉ ngang bằng với Bí thư tỉnh. Thực chất, với cú đánh của bà Đặng Thị Hoàng Yến cho đến nay có thể nói cũng có phần hiệu quả, vì chính nó đã níu chân Nguyễn Thanh Nghị chậm một nhịp khi vào Bộ Chính trị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ Tư ngày 21 tháng 4 năm 2021 với bản tin cú ra đòn 2,5 tỷ đô, Trương Tấn Sang điểm trúng, huyệt điểm của Nguyễn Tấn Dũng như thế nào? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.